Thủ tướng đang kêu gọi các cổ đông bắt đầu mua trái phiếu bằng với mức trả cho các nhà điều hành nhằm giảm bớt tình trạng gia tăng lương không cần thiết. Theo sự kiện hôm nay ở phố Downing, theo tin của chúng tôi, tối nay ông ấy rất cứng rắn và quyết định thay đổi tình hình. Cửa sau báo cáo, không có gì cả. Chỗ này thật bẩn thỉu. Như mọi khi thôi, tôi sẽ không cho con gái mình đến nơi như thế này đâu. Ngay từ đầu tôi sẽ không cho. Anh biết cách cư xử với cô ta thì biết tôi sống thế nào rồi đấy. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi. Victor, trả lời. Victor, trả lời đi. Victor, báo cáo đi. Chào anh bạn, giao thức ăn đi. Được rồi, có lẽ là hơi muộn đi giao hàng đấy. Tôi bị kẹt chút chuyện, để tôi làm cho xong việc nhé. Tối nay tăng cường an ninh, tôi sẽ kiểm tra cái hộp. Được chứ, dĩ nhiên. Được rồi. Nhớ cho kỹ mục tiêu số 1 của chúng ta. Những kẻ còn lại có thể bắn bỏ được. Đi nào. An toàn. Xin chào Alice. Các người đừng hòng. Bọn thanh niên ngày nay dám ngắt lời người lớn như vậy, thật thô lỗ. Cô có nghĩ thế không Alice? Thật xấu hổ Alice. Tôi đã rất mong được gặp cô. Thật sự tôi đang thắc mắc đủ mọi chuyện. Chúng ta có hợp nhau không? Tôi thắc mắc, không biết ta có hiểu nhau không? Tôi đến đây và lại thấy mình thắc mắc về những chuyện khác. Tôi thắc mắc, Alice, cha mẹ cô có chấp nhận những người bạn của cô không? Tôi thắc mắc họ nghĩ gì về việc cô ở một nơi thế này. Tôi thắc mắc, cha cô sẽ cảm thấy thế nào về việc hiện tại cô đang ở trong cảnh rất không an toàn. Tôi thắc mắc thật đấy. Tôi có làm gì đâu. Cho tôi ra khỏi đây. Phần lớn thì Alice, tôi thắc mắc không biết mất bao lâu cô mới nhận ra là cứ mỗi phút cô còn phớt lờ tôi sẽ có thêm người chết. Làm ơn dừng lại đi.
Có lẽ cuối cùng chúng ta hiểu nhau rồi, Alice. Tên này vẫn còn sống. Lại đây nào thằng khốn. Mày cần gọi điện thoại đấy. Đặc vụ Lloyd đây. Cái này ngon đấy. Tôi nghĩ là bia Đức đế sếp. Thật là phí phạm. Sếp, chúng ta phải đi thôi. Đi cùng nào, Alice. Đêm nay sẽ là một đêm trọng đại. Đưa chúng ra ngoài. Nhanh nào. Bộ phim Luân Đôn Khói Lửa. Cậu chuẩn bị chu đáo quá. Cảm ơn nhé. Đáng lẽ là cầu thủ bóng đá như trong phim phải không? Chris, anh có công việc hay nhất trên đời rồi. Anh không thể cằn nhằn mãi thế. Hầu hết thời gian anh ấy chẳng nói gì khác. Anh ấy ganh tị vì các anh được cầm súng đi khắp nơi và tham dự những sự kiện thú vị. Tôi cũng thích công việc của anh ấy, nếu không phải vắng mặt thường xuyên. Tôi đồng ý, tôi không đếm được những lần tỉnh giấc và thấy Steve đã lẻn đi mất lúc nửa đêm vì có ít manh mối về một vụ án nào đó. Vụ gần đây nhất là gì nhỉ? Vụ Beirut. Tôi, Claire và các chàng trai đến rạp hát. Mất 2 tháng mới mua được vé. 6 tuần, không 2 tháng đấy. Vậy mà chúng tôi lại không được xem. Dù gì chúng tôi cũng ngồi đó khi vừa hết nửa màn một, rồi hai người đi cùng lúc. Thế đấy, đứng lên rồi đi mất. Bọn anh đã xin lỗi về thái độ đó rồi mà. Phải, thực tế thì bọn họ phải ngưng lại nửa chừng để bắn các anh mà. Dù gì thì cũng chúc mừng. Giáng sinh vui vẻ nào. Cạn ly nhé. Giáng sinh vui vẻ. Lâu rồi chúng ta không có một Giáng sinh truyền thống thế này. Gửi chi viện ngay. Còn một việc nữa tôi phải tuyên bố. Đặc biệt là có mặt mọi người ở đây. Em yêu. Em biết là anh yêu em với tất cả trái tim. Đúng không? Vâng. Nào. Chúa ơi. Elizabeth Colton. Em sẽ Mã 7. Bọn anh phải đi rồi. Xin lỗi mọi người. Dùng bữa vui vẻ nhé. Em hiểu mà. Việc phải làm mà. Anh yêu em. Anh sẽ đền bù cho em. Anh hứa đấy. Ăn nào. Chào buổi tối quý vị. Chào mừng tới xứ thần tiên, Alice. Chuẩn bị cho chỗ này đi. Các anh, đây là lúc sử dụng những gì đã được huấn luyện để nhắc cho các anh nhớ lại, cũng như cập nhật tình hình hiện tại. Phần đầu của kế hoạch tuyệt vời của chúng ta đã diễn ra trót lọt. Xin cảm ơn, các anh đã làm rất tốt. Ai cũng có tên trong danh sách trẻ ngoan của ông Noel. Tuy nhiên, chúng ta đã mất vài người, nên tất cả cần phải tập trung. Giờ chúng ta còn 28 người, kể cả tôi và cô con gái đây.
Ta còn khoảng 10 phút trước khi cảnh sát đến. Mọi người hãy đảm bảo rằng mọi thứ đều sẵn sàng. Hãy thoải mái đi, vì trong 12 tiếng nữa, nơi này là nhà của các anh. Đây là lâu đài, là pháo đài của các anh. Và các anh phải bảo vệ nó bằng sinh mạng của mình. Chỉ có một lối vào, và đó cũng là lối ra. Nhà chúng ta ở trong lòng đất và có 15 tầng phía trên. Tuy nhiên, chúng ta đã gặp tình huống không tính trước. Ta đã biết có hai công ty đang làm việc trong tòa nhà này. Một công ty đầu tư và một công ty bán hàng qua điện thoại. Chúng ta đã không tính trước là công ty bán hàng qua điện thoại vẫn còn ở đây tiếp tục làm việc muộn trong đêm Giáng sinh. Tôi muốn các anh chia đội ra, kiểm tra từng tầng một. Tôi muốn chúng được dọn sạch và phong tỏa. Khốn thật. Hai tầng trên cùng sẽ được cài thuốc nổ. Đó sẽ là chính sách bảo hiểm của ta nếu cảnh sát ngu ngốc cho người vào đó. Và nhớ phải luôn đeo mặt nạ. Phòng khi đám sát nghĩ chúng thông minh và thử dùng hơi ngạt. Sau khi các anh xong xuôi và ban chỉ huy của tôi đã yên vị ở tầng dưới cùng, tôi muốn những ai canh gác từ tầng 7 đến 12 xuống gặp tôi. Tôi muốn mọi máy quay an ninh đều phải bị ngắt. Và nhớ nhắc tôi gọi cho vợ mình để chúc cô ấy Giáng sinh vui vẻ. Những ngày lễ là dịp dành cho gia đình mà, đặc biệt là khi bắt cóc. Nghe đây, không ai được vào tòa nhà đó trừ khi tôi ra lệnh. Tôi muốn lập vòng phong tỏa ở đây ngay. Nhanh lên, thi hành đi. Chặn dây giới hạn đi. Mọi người bận rộn cho tôi nào. Đêm nay sẽ dài lắm đấy. Dừng lại, bỏ điện thoại xuống, nằm xuống, không được cử động. Giơ tay lên. Tất cả im lặng. Tôi đang tìm người phụ trách. Là tôi đây. Tôi đang tìm người có vị trí quan trọng tiếp theo trong ban quản lý. Ai may mắn nào? Người đứng thứ hai trong văn phòng. Là tôi. Tên cô là gì? Mary. Mary. Quá là một cái tên đẹp. Mary. Tôi thích cái tên đó. Đứng dậy nào. Tôi cần cô giúp một việc, được chứ? Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi muốn cô phải thật dũng cảm. Tôi muốn ta hợp tác xử lý tình huống tồi tệ này mà hai ta đang gặp phải. Tất cả các người. Tôi cần các người. Gọi điện thoại cho gia đình. Các người là con tin. Con tin của nhóm NANG, Liên minh quốc gia vì công lý mới. Tôi muốn từng người báo là mình sẽ không về nhà. Dù gì cũng chưa về mà. Nếu mọi việc đều ổn, các người sẽ được về nhà ăn Giáng sinh tối nay. Hãy nói hai việc thế này. Các người đều được an toàn chừng nào họ còn làm theo lời bọn tôi và không cảnh sát nào bước vào tòa nhà này. Rất quan trọng đấy. Nên tất cả hãy gọi một cuộc về cho gia đình. Nói là các người yêu quý họ lắm. Giáng sinh mà. Mary, làm gương cho người của cô và gọi cuộc đầu tiên đi. Gọi đi, gọi ngay đi. Gọi điện đi. Brian, tình hình ở đây thế nào? Tôi chỉ xin nghỉ có một tối mà cả London náo loạn vậy. Bọn chúng tấn công một quán rượu, vào đây qua bãi đổ xe và hình như chúng chưa ra. Sao chúng lại tự nhốt mình dưới đó? Đây là lối ra duy nhất phải không? Chúng tôi đã tìm bản thiết kế của tòa nhà, nhưng nó bị mất trong vụ cháy tuần trước. Mẹ yêu con. Thật chân thành và xúc động. Từng cuộc gọi của các người về cho gia đình đều làm tôi cảm động.
Làm tốt lắm, các người đã làm chính xác như bọn tôi bảo. Giờ chỉ còn một việc nữa thôi. Bọn tôi sẽ cho các người đoàn tụ với những đồng nghiệp còn lại. Nên các người vui lòng đi theo anh lính đẹp trai đây sang phòng kế bên. Ông hãy nói đi kìa. Nhanh lên, đi đi. Cô thì không. Cô ở lại đây với tôi. Chúng đưa con tin xuống văn phòng dưới lòng đất. Chúng kiểm soát bãi giữ xe. Các dịch vụ khẩn cấp nhận được điện thoại từ các nhân viên văn phòng. Nhưng ngoài ra thì không còn thông tin nào khác. Còn đám thanh niên chúng bắt cóc ở câu lạc bộ, có một đứa đặc biệt, Alice Holden, con gái ngài thủ tướng, bị bọn khủng bố bắt cóc. Ai nói chuyện với chúng chưa? Chúng muốn gì? Không có liên lạc gì. Cô bé chắc chắn ở trong đó. Phải. Được, hiểu rồi. Chặn hết con đường này. Gọi tất cả mọi người. Phát hiện những đường dây nào còn hoạt động. Bao vây 360 độ quanh nơi này. Không ai được ra vào cả. Bọn này đã bắt cóc một mục tiêu quan trọng, được bảo vệ bằng vũ trang, mà xem ra không đổ chút mồ hôi nào. Đường dây điện thoại được kiểm soát, vòng vây quanh tòa nhà đã thiết lập, xác nhận chưa có nổ súng. Cấp trên vừa gọi báo, đội SAT đang trên đường tới đây. Tuyệt, chỉ cần có thể nữa thôi. Tôi nghĩ chuyện xa rối đây. Christopher Lowe, đáng lẽ tôi phải biết họ sẽ cử anh tới. Dan Carpenter, thật ngạc nhiên khi gặp anh bạn. Hai người quen nhau à? Bọn tôi từng chung quân ngũ ở một cuộc đời khác, trước khi cái cả thích hành động này chuyển đến Hollywood. Ý tôi là Hereford, phải, trước khi thanh tra Carpenter được thăng chức nhờ những đóng góp cho đất nước. Tôi nghe nói anh ở Scotland Yard. Chúng ta có biết lý do chúng rút vào bãi đổ xe này không? Đây chỉ là một vụ bắt cóc thất bại. Chúng tình cờ đi ngang đây. Đám này bắt cóc một mục tiêu quan trọng, diệt cả bảo vệ vũ trang, rồi tự rào mình lại. Ở nơi đầu tiên chúng gặp phải, chúng chọn nơi này là có lý do. Chắc hẳn là vì chúng có thể phòng thủ dễ dàng ở dưới đó. Có một cách giải quyết với tình huống như thế này. Dùng hơi ngạt, chỉ cần bơm hơi ngạt vào hệ thống thông gió là tất cả sẽ bất tỉnh. Vấn đề là, một, chúng đeo mặt nạ, chúng ta không thể chắc mặt nạ đó có bảo vệ chúng khỏi hơi ngạt được không. Và hai, chúng nhiều người, nên một khi có tên nào đó thấy tên kia ngã xuống, chúng sẽ nổi điên và ta sẽ mất hết mọi người. Đây không phải cách hay, đúng không? Xin ông, tôi là một bà mẹ đơn thân. Nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi, con gái tôi sẽ không được chăm sóc. Nghe tôi này, đừng khóc, cô đừng khóc. Có thể cô nghĩ tôi là một tên khốn lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng không có nghĩa tôi không biết ơn ai cả. Cô đã giúp tôi ở trong kia, làm ơn đừng hại tôi. Tôi sẽ không hại cô. Con gái cô tên gì? Jasmine. Một cái tên rất đẹp. Con bé có xinh xắn không? Là người mà cô đã gọi điện về hả? Vâng, giọng con bé dễ thương lắm. Nó xinh chứ. Con bé bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi. Chà, nghe này, tôi muốn cô về nhà với con bé, được chứ? Tôi sẽ để chuyện đó xảy ra. Giáng sinh dành cho gia đình, đó là ngày lễ tuyệt nhất, phải không? Tôi sẽ cho cô về để ôm con bé thật chặt. Cô hiểu chứ? Một cái ôm thật chặt và không để con bé rời xa cô. Thế nhé, đây sẽ là Giáng sinh tuyệt nhất. Cô nghe nhé, tôi chỉ cần cô làm cho tôi một số việc, thêm một ít việc thôi. Cô hãy cố gắng tha thứ cho tôi về tất cả những gì tôi sắp làm. Không phải ngay hôm nay, mà là ngày nào đó. Và hai là, hãy đưa cho họ một lời nhắn.
cho cảnh sát. Cô giúp tôi chứ? Vâng, tốt quá, tôi biết cô sẽ đồng ý mà. Cô nói với những người ngoài đó là có một gã cầm súng rất độc ác. Hắn bị điên, hắn sẽ làm bất cứ việc gì để có được thứ hắn muốn. Cô phải nói với cái giọng như tôi này. Hãy nói là đừng giở trò gì cả. Cô làm được không? Được. Đây sẽ là chuyện quan trọng nhất cô làm trong phần đời còn lại. Được chứ? Sẽ ổn thôi, Marie. Hãy chắc chắn là bọn họ nhận được lời nhắn. Được rồi, đi đi, nhanh lên. Các anh biết chúng muốn gì không? Vẫn chưa, nhưng sẽ có. Những kẻ thế này luôn có một danh sách những yêu cầu sẵn sàng đi đưa ra. Đó là con gái ngài thủ tướng, và tôi là người chịu trách nhiệm ở đây. Nên không ai được hành động gì cho đến khi được cho phép bởi 11 cơ quan khác nhau mà ta cần hỏi ý kiến. Rõ chưa? Có người đang đi ra. Nhìn kìa. Cô ấy bị bắn. Gọi cứu thương đi. Khốn kiếp. Tôi hy vọng chúng đã nhận được thông điệp. Tiến vào. Khoan đã. Các anh đi đâu vậy? Không được. Chúng ta chưa được cho phép. Đi nào. Tôi muốn hỏi anh cái này. Anh thích Giáng sinh ở đâu? Đảo Guam. Giáng sinh ở đó theo kiểu cổ điển. Sled. Dễ đoán quá nhỉ. Còn anh thì sao? Tôi thích ở New York. Dĩ nhiên rồi. Đó là một giấc mơ. Cùng với hàng triệu người. New York, New York. Hãy biến nó thành thật nào. Đóng cổng lại. Khóa chúng ta lại đi. Đi nào, các anh sẽ không muốn ở trên này khi nổ đâu. Muộn mất rồi. Alice, cục cưng, đến đây với bọn tôi được không? Không, không, làm ơn đi. Làm ơn đừng bắt Alice. Các người bỏ cô ấy ra. Alice, cô không biết rằng cô quan trọng thế nào đâu. Sự sống của mọi người tùy vào những gì cô làm ngay lúc này. Cha tôi không thương lượng với khủng bố đâu. Thế thì tốt cho ông ta. Tôi thì ngược lại, luôn rất sẵn lòng. Nên ta hãy làm cho xong. Vì ở đây chưa ai ăn uống gì. Cô muốn gì hả, Alice? Cô có nhiều bạn quá phải không? Cô bị sao vậy? Cô muốn bỏ rơi họ ngay Giáng sinh sao? Đưa cô ta lại đây. Đứng dậy, để cô ấy được sống. Cô đang nghĩ đến chuyện ra tay hả? Đã từng dùng súng bắn tự động chưa? Bạn bè, Alice à. Bạn bè rất quan trọng. Cô có nghĩ thế không? Tên cô là gì, cô gái? Louise. Louise. Một cái tên rất đẹp. Alice, nếu chúng ta hợp tác. Alice, cưng ơi. Alice,
Alice, xin lỗi, đừng chọc tôi bực mình. Cô hãy nhìn tôi khi tôi nói chuyện với cô. Nếu chúng ta hợp tác, Alice, việc đó sẽ không xảy ra nữa. Cô hiểu chứ? Tôi cần hoặc là một cái gật đầu, hoặc hai cái chớp mắt, hoặc cái gì đó cho thấy cô đã hiểu. Và cô sẽ hợp tác. Và cô sẽ... Tôi thấy là chẳng có gì cả. Đứng dậy. Đứng dậy. Được rồi, chúng ta chơi lại nhé. Lần này tôi sẽ không hỏi tên chúng. Cô chỉ cần chỉ tay Alice. Cô ít thích thằng nào hơn? Cậu trai thứ nhất này, cô cảm thấy thế nào về cậu ta? Không, cô thích cậu ta. Tôi thấy được. Cậu thứ hai. Được rồi, cô thích cậu ta ít hơn. Tốt. 3, 2, đừng. Tôi sẽ làm mọi thứ. Hãy để anh ấy đi. Đưa chúng ra. Đi thôi, Alice. Làm cho cô nổi tiếng nào. Đứng lên ngay. Đứng lên. Anh nghĩ ra kế hoạch hành động chưa, Chris? Làm việc như mù trong này. Có 15 tầng mà ta chẳng có kế hoạch gì. Tín hiệu trong này không tốt. Chắc vậy mà chúng chọn nơi này. Steve, tôi kiểm tra rồi. Toàn bộ đều bị gài bơm. Chúng ta phải gửi tin ra ngoài, gọi đội phá bơm đến. Họ sẽ đến ngay khi được báo. Chúng ta chỉ tập trung vào việc giải cứu con tin thôi. Bọn chúng giữ Alice và các con tin ở cả hai tầng. Các nhân viên văn phòng ở tầng 5. Nơi này có hai cầu thang. Chúng ta sẽ chia làm hai đội. Chúng ta sẽ tấn công hai cánh. Tôi sẽ dẫn đội A đến chỗ các nhân viên văn phòng. Đưa hết người trong văn phòng ra và đưa họ đến lầu 6. Hãy nhớ, ta không biết chúng có gì cho đến khi có liên lạc. Tức là ta không được thỏa hiệp với bất kỳ tình huống nào. Ngoài ra, với tư cách đội trưởng, tôi hy vọng chúng ta kịp về ăn Giáng sinh. Tôi đang bị bắt giữ bởi Liên minh Quốc gia vì công lý mới. Nếu không muốn chết thì đứng yên. Xin đừng mà. Nghe tao này, tao không cần tiền của cô em. Họ không muốn giết người hay làm ai bị thương, kể cả tôi. Mày ra đằng kia đi. Đừng bỏ tôi. Họ đưa ra một số yêu cầu. Nhìn anh này cô em. Thành ra, có thật là đội SAP đã xông vào khi chưa có lệnh? Và con gái ngài thủ tướng cũng là một trong số các con tin không? Tôi không thể xác nhận hay phủ nhận SAP có liên quan không? Cảnh sát chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để đảm bảo an toàn cho bất kỳ con tin nào. Em cứ nói là đừng, nhưng anh biết em thích mà. Và cũng rất muốn tận hưởng đêm này với anh. Sẽ không ai tới giúp em đâu. Nên em và anh sẽ có một đêm vui vẻ, đúng tinh thần đêm. Yêu cầu gấp gáp nhất của họ là việc phóng thích vài tội phạm đã bị kết tội khỏi các nhà tù của Liên Hiệp Anh. Cô ta có thể được một giải Oscar cho màn này đấy. Anh nghĩ có ai đến cứu cô ta không? Khi chúng ta đã thoát ra, ta sẽ làm chúng bận rộn. Vài giờ nữa cô ả cũng chết. Chúng không được gì đâu. Nhìn tôi này, tôi cần cô tập trung. Có bao nhiêu người? Tôi không biết, tôi còn không. Cô phải tập trung. Có người bị hạ. Khốn kiếp. Hy vọng cậu ấy tóm được hắn. Chúng ta tiếp tục lên tầng tiếp theo. Bọn sát. Bọn sát. Come on.
Gì thế? Bọn sát ở trong tòa nhà. Mày đang nói gì thế? Bọn chúng đang đi từng tầng một. Khai hỏa. Mày làm việc cho ai? Khốn kiếp. Đằng nào bọn tao cũng chết. Chúng ta tiếp tục chứ? Chắc chắn rồi. Nhưng hắn đã báo động rồi. Đừng lo, chúng sẽ bị hạ sớm thôi. Không còn thời gian cho chuyện này. Tôi nào thanh tra đã rất rõ ràng với mỗi phút các công tin ở trong đó, bao gồm các cô Holden và Sát, xem ra cũng đã dính vào. Có thật là các vị vẫn kiểm soát được tình hình không? Nghe này, tôi đảm bảo với cô là mọi chuyện vẫn được kiểm soát. Đoạn phim của ta thế nào rồi? Vừa mới hoàn tất, mau đưa nó cho những kẻ cần xem. Đang được tải lên. Xem ra chúng đã cho nổ một phần tòa nhà rồi. Vậy là chúng ta sẽ sớm được ra khỏi đây thôi. Chắc đã có kẻ báo cho chúng. Ta không biết chúng đã làm gì cả. Tình cảnh này chẳng hay gì. Chúng là khủng bố mà. Clive, dẫn theo vài người. Hãy đảm bảo là chúng không ra khỏi đây được. Chúng không thể sống sót. Clive, làm ơn đừng suy đoán. Dẫn theo vài người và phải đảm bảo là chúng đã chết. Dừng. Đi nào. Đi đi, nhanh lên. Chúng tôi tin là có nhiều con tin bị giam giữ trong tòa nhà. Như quý vị đã thấy, rất nhiều bụi đất đã bị thổi tung vào không khí và phủ đầy lên xe cảnh sát. Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình hiện tại. Trở lại với Julian. Xin lỗi vì để anh phải đợi. Cô anh đây. Không có gì. Cứ giữ tiền lẻ đi. Vâng. Ba cà phê và một bánh sandwich. Có ngay đây. Ở đâu cũng có cảnh sát. Tôi đã cố hết sức để... Cái gì đây này? Cái gì? Tôi gọi lại sao? Này, cái gì vậy? Tôi không biết. Đưa máy tính xách tay cho tôi. Bọn họ không muốn giết người. Ta có tin độc quyền rồi. Ta hạ chúng chứ. Anh nghĩ vụ nổ có làm chúng hoảng sợ không? Ít ra cũng khiến chúng bất ngờ. Mày im miệng đi. Chúng đâu phải trẻ con. Cứ để bọn chúng nghĩ là chúng ta đã chết. Tôi nghe chúng nhắc tới đường hầm. Đúng là phải có đường ra khỏi đây. Phải. Nhưng chúng ta sẽ phải tìm ra nó. Phải triển khai đội giải cứu 60 mét dưới mặt đất thế nào đây? Đừng ra vẻ Sherlock. Còn bao lâu nữa? Vừa mới được thôi. Một phút nữa. Một phút. Một phút trước mày cũng nói thế. Giờ là một phút thật, đúng không? Một phút. Vậy là 60 giây. Tín hiệu vừa có. Không lâu nữa đâu. 55. 50. Mà anh có chuyện gì với Chris Lowe vậy? Anh ta là người ưa mạo hiểm.
Anh cũng vậy mà. Nhưng tôi không liều mạng. Theo kinh nghiệm quá khứ của tôi, sẽ có người chết. Sếp, chúng vẫn chưa đưa ra yêu cầu gì về tiền chuộc. Anh chỉ huy ở đây phải không? Phải, là tôi. Ông là ai? Tôi từ phố Downing. Cha cũng nhanh thật. Tôi chỉ ở đây để quan sát các đồng nghiệp ở đơn vị mật vụ đặc biệt. Nếu anh giải quyết ổn thỏa vụ này, vinh quang sẽ thuộc về anh. Nếu anh làm hỏng chuyện một lần thôi, chúng tôi sẽ xử lý tiếp và sự nghiệp của anh xem như đi tông. Đừng có bỏ đi kiểu đó. Tối nay đáng lẽ tôi nghỉ. Tôi bị lôi đến đây giải quyết vụ bắt giữ con tin này, mà nguyên nhân là do đám mật vụ an ninh của ông không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Alice. Rồi ông lại cử một đội SAS xông vào mà không đợi mệnh lệnh. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết bao nhiêu người còn sống hay đã chết, bao nhiêu tầng đã bị sụp, hay tình huống hiện nay là gì. Nên nếu ông nghĩ có thể bao được vụ này, cứ tự nhiên. Nhưng cho tới lúc đó thì biến đi. Thủ tướng và những người còn lại trong gia đình đã được chuyển khỏi phố Downing. Họ đã được đưa tới một điểm an toàn. Hiện giờ người ta hẳn đang nghĩ thủ tướng phải chịu trách nhiệm về việc này. Cũng tới lúc ông ta bảo vệ gia đình rồi. Thanh tra. Dân. Đã có 6 người thiệt mạng. Một đoạn phim gây chấn động đã được trao độc quyền cho tôi ngay tại hiện trường, cho thấy Alice, con gái ngài thủ tướng, đang đưa ra những yêu cầu. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi đang trực tiếp, không còn nữa. Nhắc đến những thứ làm tao bực, có những người, có những kẻ giả vờ là chúng biết việc mình đang làm. Hiểu ý tao không, James? Tao không phải chuyên gia. Sao lại có người cô không rõ chuyển cho cô cái gì được? Cô chắc chắn phải thấy mặt hắn. Hắn bỏ đi trước khi tôi kịp nhìn mặt. Cô là phóng viên giỏi đấy. Lơ gọi, đưa cô ta ra khỏi đây và tịch thu thẻ nhớ. Mọi người im lặng hết đi. Tôi có người bên trong gọi ra. Chris, chúng tôi còn sống. Nhưng không may là lũ khủng bố khốn kiếp cũng vậy. Nên chúng tôi sẽ tiếp tục tiến vào đến khi gặp mục tiêu. Tôi ghét phải nói thế này, nhưng các anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi lúc này. Chúng tôi kẹt ở bên ngoài rồi. Các anh phải đi tiếp để tìm cô gái đó thôi. Anh cứ nhắn thủ tướng, Sát sẽ đưa được con gái ông ấy về trước Giáng sinh. 6 bánh rán, một đêm bận nhỉ thanh tra. Có vẻ vậy. Williams, đồ Sát gọi điện. Từ bên trong mà, chúng tôi đi một lát. Được, không sao. Cái gì? Khốn kiếp. Cắt đường dây đi. Cắt đường dây mau. Dây điện thoại ấy, cắt ngay. Nhanh lên. Cắt rồi. Có thế chứ. Thấy không James? Mày có thể làm việc đúng hạn đấy. Chris, anh còn đó không? Chết tiệt thật. Chúng phát hiện ra ta rồi. Phải đến chỗ chúng. Không còn nhiều đâu James. Trở lại làm việc đi. Nếu ông ấy tỏ ra lo lắng khi tớ bị bắt cóc, thì ông ấy không còn là thủ tướng nữa rồi. Không đời nào chúng ép được ông ấy phóng tên lửa hạt nhân hay tiêu diệt khủng bố. Cậu nói họ sẽ không đến cứu chúng ta ư? Tớ chỉ là một công dân bình thường như mọi người khác thôi. Chris, chúng đã giết hết các nhân viên văn phòng rồi. Nhiệm vụ này hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của chúng ta. Phải, có lẽ. Nhưng tôi sẽ đưa chúng ta còn sống ra khỏi đây. Bọn chúng sẽ không thể ngờ hai đội chúng ta vẫn còn sống. Đừng làm hại tôi. Không sao, sát đây. Chúng có bao nhiêu tên? Tôi không biết. Tôi không thể. Nơi này có thể sập bất kỳ lúc nào. Đưa cô ấy ra.
Cô sẽ an toàn, được chứ? Không thể đợi được đến lúc chúng lọt vào cái bẫy ngọt như mật này. Cô nàng đó không ngờ lại thuộc nóng nảy ghê. Chúng ta đã có bản vẽ tòa nhà, hệ thống ống ngầm bên dưới liên kết với các tòa nhà xung quanh. Bản thiết kế gốc đã mất trong một vụ cháy. May mà chúng ta có bản vẽ này. Chúng ta tìm được ai đó biết rõ về hệ thống ngầm của tòa nhà không? Liệu chúng có phải một tổ chức tôn giáo không? Đó là lý do chúng ta ở dưới này. Tầng hầm có thể mang một ý nghĩa nào đó, để chúng có thể tự sát và bắt chúng ta chết cùng chúng. Có vẻ không liên quan đến tôn giáo. Chúng không quan tâm tới bất cứ ai. Có lẽ chỉ là lính đánh thuê được ai đó thuê. Ai dưới đó vậy? Cô nói nhỏ thôi. Cô chắc là đi đúng chứ? Chúng ta phải xuống dưới để thoát ra ngoài. Chúng ta xuống đó tìm phòng bảo trì cũ. Ở đó có lối đi lên. Cô ta bên phe chúng. Bắt cô ta. Bắn đi. Nếu là ngân hàng bên cạnh thì sao? Có thể chúng muốn cướp hầm két của ngân hàng. Không, đó chính là ngân hàng đầu tư. Tiền mặt không được trữ nhiều trong két đâu. Ngân hàng gì mà không trữ tiền? Dành cho những người cực kỳ giàu. Các ngôi sao ca nhạc, chính trị gia, hoàng tộc. Ví dụ như thủ tướng và nữ hoàng. Cái gì? Tôi đoán nữ hoàng cũng ít khi sử dụng tiền mặt. Không phải, anh chắc thủ tướng có tài khoản ở ngân hàng này chứ? Không ngờ anh lại có thể phát hiện ra tôi. Nhưng thất vọng quá. Xem ra anh không phải anh hùng rồi. Về với bạn bè thôi. Cô nghĩ sao?
Alice, coi chừng đấy. Cẩn thận. Này, lui ra. Tôi xin lỗi. Làm ơn, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn uống nước thôi. Không sao đâu mà, anh bạn. Tao sẽ bắn mày đấy. Cô ấy khát nước mà. Không sao mà. Chúa ơi. Ngồi nghỉ đi. Chúng ta vẫn phải đến tầng 15. Sao chúng ta dám chắc Alice vẫn còn sống? Chúng ta cần bằng chứng sống sót. Khi nào thì ta biết nên thôi tìm kiếm cô ta và ra khỏi đây. Chúng ta sẽ biết khi nào không tìm thấy xác nào nữa. Tôi thấy sợ rồi, Chris. Giờ này lẽ ra ta đã gặp lại họ rồi. Có thể bọn họ đã bị hạ rồi. Chúng ta không biết chắc. Không đến nỗi vậy đâu. Không đến nỗi vậy đâu. Chỉ là vết xước nhỏ thôi. Cậu sẽ không sao đâu. Chúng ta phải tìm được đường thoát cho cả bọn. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Không bỏ ai lại cả. Chúng ta phải đi tiếp. Ừ, bám vào tôi nào. Nào, anh bạn. Bị bắn mất chút máu thôi mà. Cậu không gục dễ vậy đâu. Đã xâm nhập được rồi. Giáng sinh vui vẻ nhé. James, tới đây cùng đón tin vui nào. Bao lâu? Lâu hơn tôi nghĩ một chút. Còn cần một mảnh vá nữa. James, biết tao sẽ làm gì không? Sẽ không lâu đâu. Nếu tao cần động lực làm việc, tao sẽ tưởng tượng ra cảnh gia đình mình bị trói dưới tầng hầm và những đứa con yêu quý bị tưới đầy xăng. Thời gian này trong năm, tiết trời rất lạnh và dễ cháy lắm. Tôi sẽ xong ngay thôi. Còn bao lâu nữa? 2 giây, chính xác. Tao chưa thấy James. Sắp được rồi. Tôi vẫn còn cần mã an ninh. Tao sẽ cho mày mã an ninh. Tôi cần ngay bây giờ. Rời khỏi phòng này đi James. James, nhìn tao này. Nối lại đường dây điện thoại đi. Rồi gọi ai đó bên ngoài cho tao. Đi đi. Quá nhiều áp lực. Cô gái trong mơ của tôi đây rồi. Clive đâu? Em tưởng anh ta ở đây với anh rồi. Có ai thấy Clive không? Khốn kiếp. Vậy là trên đất vẫn có người. Quay lại bên trên và tìm bọn chúng đi. Đừng quay lại đây cho đến khi nào xong việc. Lùng sục mọi chỗ. Mới được có nửa công việc thôi. Có những đứa chẳng biết chúng đang làm chuyện gì nữa. Hắn bị cái gì thế? Tôi không biết. Này, Sweden, muốn ra khỏi đây hay sao hả? Mày sao vậy? Phê thuốc à? Nhãn cầu đỏ ngầu rồi. Cái quái gì thế này? Mày phê khi đang làm việc à? Có nghe không? Mày phê thuốc khi đang làm việc à? Mày làm gì vậy? Tôi hiểu rồi. Phải, tôi hiểu rồi. Đám nhóc quyết định đem tiệc tùng cho chúng ta.
Còn cái thằng đần độn này, mày ngu đến mức đi uống vào hả? Chúa ơi, một thằng ngu thế này chẳng có ích lợi gì nữa cả. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Khốn nạn. Tôi xin lỗi đã nổi giận. Chỉ tại ngày lễ thôi. Mấy ngày lễ là lúc căng thẳng. Để tôi nói các anh nghe, chỉ huy một đội không hề dễ dàng. Các anh nghĩ cứ việc chỉ trỏ là xong việc sao? Việc gì tôi muốn các anh cũng làm không được. Khốn nạn. Tôi có giúp gì được không? Được. Tôi nghĩ hắn đang hấp hối. Cho hắn lên đường sớm đi. Làm yên lặng thôi nhé. Được rồi, sẽ ổn thôi. Tất cả sẽ ổn. Xin hãy giúp tôi. Tôi vừa thoát khỏi chúng. Không, khoan đã. Nào, lại đây. Sao hả? Bắt chúng đợi đủ lâu chưa?
Thanh tra Carpenter nghe. Chào thanh tra. Chuyện này là vì công lý. Tôi sẽ cho anh biết tôi muốn gì. Tôi muốn một đường dây trực tiếp với thủ tướng để bàn các yêu cầu của tôi trong 6 giờ tới. Nếu điều đó không xảy ra, ngài thanh tra sẽ có những chuyện rất bất công xảy ra cho Alice trước khi cô ta chết. Tôi nói vậy đã rõ chưa? Rất rõ rồi. Cho tôi hỏi người đang nói là ai? Tôi là kẻ đang cầm súng chỉ vào đầu con gái thủ tướng, nhưng cứ gọi tôi là ông già Noel. Làm sao tôi biết liệu các con tin vẫn còn sống? Thanh tra à, đừng có nghĩ là chơi trò này theo luật. Anh biết là chúng tôi ở dưới này vẫn ổn. Giờ thì cho tôi một đường dây với thủ tướng trong 6 tiếng tới. Không thì các anh sẽ phải làm một bãi đổ xe mới đấy. Anh chơi đúng cách thì sẽ được thăng chức đấy, thanh tra. Làm sao hắn biết được chúng ta biết hắn vẫn ổn? Có thể chúng tóm được đội sát rồi. Có thể họ chết cả rồi. Có thể lắm. Thực hiện bước cuối đi. Được, nhanh lên nào. Cậu cũng bận đấy nhỉ, Mike. Tôi vẫn tự lo được. Cậu nên gặp cô nàng của chúng. Là nữ à? Phải, đúng là cái bẫy mật ngọt. Chân cậu thế nào? Vẫn đi được chứ? Khỉ thật, tôi không đi nổi nữa. Những gì cậu cần là một chút tăng lực. Thế nào rồi? Tốt lắm. Bớt đau rồi. Chúng ta kết thúc vụ này thôi. Chết tiệt, chúng đang cài thuốc nổ. Tôi đã bảo đây là một nhiệm vụ tự sát mà. Chúng ta phải làm gì đó. Phải ra khỏi đây thôi. Chết tiệt. Vào được rồi. Chúng ta vào rồi. Đưa nó ra đây. Cả thằng bạn trai nữa. Đưa con bé đó và thằng bồ ra đây. Đến lúc là một vụ mặc cả khác rồi. Alice, cứ như thể cô biết rõ tôi cần cô ngay lúc này vậy. Đúng là tôi cần. Cô đoán được chuyện này là gì chưa, Alice? Chúng ta làm gì dưới này? Chúng tôi đang tìm một thứ. Một ô cửa. Một ô cửa dễ xâm nhập. Một điểm yếu. Và ô cửa dễ xâm nhập này, tôi cần đến sự giúp đỡ của cô. Còn ô cửa nào dễ xâm nhập hơn là một cô gái tuổi teen? Một trinh nữ. Một trinh nữ nổi tiếng. Trinh nữ vị thành niên nổi tiếng nhất của cả đất nước này. Nói cho cô biết, Alice, tôi không nghĩ ra ô cửa nào tốt hơn nữa cả. Nhưng tôi sẵn lòng cá rằng danh tiếng và công việc to lớn của bố cô chẳng giúp được tí gì trong sự an toàn của bất kỳ cô gái nào. Sao ông ta lo được chứ? Vậy là đó là cách dọa dẫm một cô gái vị thành niên đấy. Tôi cần mật khẩu ngân hàng của cha cô. Có cần không? Không. Cô biết sao không? Tôi không cần. Tôi không cần nó. Bạn trai cô mới cần mật khẩu tài khoản ngân hàng của cha cô. Cô biết không, Alice? Cậu ta cần có gấp đấy. Tôi sẽ giết ông.
Alice, tôi biết, nhưng lúc nãy chúng ta đã chơi trò này rồi. Với vài đứa bạn của cô, tôi nghĩ chúng ta đều biết kết cục của trò này, nên tôi sẽ lấy mật khẩu ngay bây giờ. Vậy là tất cả việc này đều là vì tiền sao? Dĩ nhiên là vì tiền. Bao giờ mà chẳng vì tiền? Chỉ có bọn bắt con ngu ngốc theo chủ nghĩa lý tưởng mới nghĩ không phải vì tiền thôi. Tôi biết, Alice. Tôi sẽ không nói cô biết tiền dùng để làm gì. Tôi chỉ lấy mật khẩu thôi. Không thì tôi sẽ bắn bay đầu bạn trai cô trong 5, 4, 3, 2. Daddy Princess 1994. Đúng mật khẩu rồi. Vào được rồi. Rất dễ thương. Cô biết không? Tôi nghĩ là hơi rùng mình đấy. Được rồi. Nói gì nói đi. Cô còn ít thời gian lắm, nên cứ nói đi. Rằng tôi sẽ không thoát được vì dám trộm tiền của bố cô. Ông có thể thoát được vụ cướp này, nhưng tội giết người thì không. Ông chỉ là cái xác biết đi thôi. Đồ khốn kiếp. Alice, cha cô sẽ nói sao đây nếu ông ta nghe thấy cô nói chuyện kiểu đó? Ông ta sẽ nói chính xác như những gì tôi sắp nói. Phải tôn trọng người lớn hơn. Biết gì nữa không, Alice? Bố cô sẽ nói với cô nếu đó là một chiến lược, một kế hoạch thi đấu để chơi được lâu. Thì cô vừa đưa cho tôi thứ duy nhất để mặc cả rồi, Alice. Cô vừa dứt nó đi rồi. Vì một thằng con trai. Cô ngu đến mức nào vậy? Vì thế tôi không phải xác chết, mà là cô. Vì cô chơi hết chiêu rồi. Giáng sinh vui vẻ, Alice. Bắt đầu đi. Vâng, tôi cho bắt đầu rồi. Alice, nhìn đây này. Nhớ không? Nhìn nhau khi nói chuyện. Chúng ta nói vụ này rồi mà. Đến lúc rồi. Giờ là lúc tạm biệt. Vì lát nữa thôi, Danton sẽ tiễn cô, bạn trai và tên kia đi chầu trời. Cưng à, chúc mừng và chúc Giáng sinh vui vẻ. Không có chúc mừng năm mới, sẽ không có năm mới cho cô. Được rồi, nói chuyện đủ rồi. Danton, đứng dậy, đi đi. Tạm biệt. Alice, ai là Alice cơ chứ? Cô ta còn quá trẻ. Mày xong chưa? Nghe này, tôi lấy được thứ này từ túi hắn. Được rồi, cậu ngồi đây nghỉ đi. Cậu ngồi đây canh chừng cho tôi nhé. Được chứ? Anh định làm gì? Tôi có kế hoạch rồi.
Chỉ cần trang xác nhận thôi, James. Đó là cái tao cần. Sắp hiện lên rồi. Chỉ cần màn hình xác nhận thôi. Đang chuyển. Ông sẽ thả gia đình tôi ra chứ? Mày đã giữ lời nên tao sẽ cho mày đoàn tụ với gia đình. Đi gặp gia đình đi, James. Khởi động chúng đi. Chúng sẽ không đem chúng ta theo. Chúng sẽ khiến vụ này có vẻ là đánh bom khủng bố tự sát. Chúng ta vẫn có thể trốn thoát. Sẽ phải mất thời gian để tìm hiểu chuyện đã xảy ra dưới này. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Nào, nhanh lên. Cậu ngồi cho vững. Này, cậu chắc mình làm được chứ? Tôi sẽ lái, còn anh bắn. Chúng ta sẽ khiến chúng bất ngờ. Chúng sẽ không kịp trở tay. Chúng ta sẽ hạ chúng. Càng nhiều càng tốt. Được chứ? Được. Đến lúc đi rồi. Nghe như tiếng xe. Đúng là tiếng xe. Đùa với tao ư? Alice hả? Vâng. Cô không sao chứ? Không, nghe này. Cô có bị thương không? Không sao, tôi ổn. Hắn chạy ra bằng lối đó. Hắn đã cài bom toàn bộ chỗ này. Được rồi, được rồi. Hắn sẽ để cho mình đủ thời gian để thoát khỏi vụ nổ. Tôi sẽ đi trước mở đường. Tôi cần các bạn cho tôi 60 giây rồi bám theo tôi để ra ngoài. Có làm được không? Được, được phải không? Tốt. Và hai cậu phải đảm bảo cô ấy an toàn đến chỗ cảnh sát. Hiểu không? Vâng, tốt. Cô sẽ không sao đâu nhé. Ai đang xuống đây? Ai đấy? Tao đây. Tao đây. Không được cho ai xuống cầu thang này. Vâng, thưa sếp. Đưa súng đây. Chúc may mắn.
Được rồi, chúng ta đi khỏi đây thôi. Không được đi. Đồ khốn. Alice, bỏ đi. Thôi Alice, chúng ta không có thời gian. Chỗ này sắp nổ tung rồi. Ông cần tôi phục vụ món gì, thanh tra? Cho tôi ly sữa đậu nành và bánh quy. Vâng, có ngay đây. Cảm ơn. Quả là một đêm dài. Phải. Hy vọng sẽ sớm kết thúc. Tối nay chắc ai cũng chú ý xem tivi. Một vụ lớn như vậy mà chúng ta vẫn chưa làm gì hơn được. Trên đời này còn lắm kẻ điên. Còn phải nói, người ta coi tự sát là một hành động gì đạo lý. Nhưng sao họ không ra vách núi mà nhảy? Không phải làm phiền người khác. Nếu anh tóm được kẻ chủ mưu thì sao? Nếu tôi tóm được kẻ chịu trách nhiệm việc này, tôi sẽ cho hắn một trận. Thật sao? Thật. Đó là nếu hắn chưa chết. Cô sếp đây, một ly nước trái cây nữa. Nói thật, chỉ còn biết hy vọng các chàng trai dưới đó giải quyết chúng. Cũng có thể giờ này chúng đã bị hạ rồi. Tôi trở lại làm việc tiếp đây. Chúc may mắn, thanh tra. Nếu chơi đúng cách, có thể anh sẽ sớm thăng chức. Là mày. Sao anh lại bắn bọn chúng? Ra khỏi nơi này thôi. Làm xong việc của mày rồi gặp tao. Tại điểm hẹn trong 5 phút nữa. Đừng đến trễ. Hắn đâu rồi? Hắn ra ngoài rồi. Hắn mặc đồ cảnh sát. Máy bay của các cô ở trên đó phải không? Tôi không biết của ai. Không phải của chúng tôi. Ông không sao chứ? Tất nhiên là có sao rồi. Đi tìm người giúp đi. Tôi đoán giờ này sẽ không thỏa thuận gì được nữa. Nhưng số tiền tôi có đầy đủ biến anh thành người giàu có trong một thời gian rất lâu. Bao nhiêu người sao phải chết để mày bảo vệ số tiền đó? Dớ dẫn. Mỗi ngày có bao nhiêu người chết vì tiền hả? Anh thì sao? Cũng chỉ được thuê thôi. Cũng giết người vì tiền. Anh đã giết bao nhiêu người để lên được chức này hả? Tưởng mình là thánh sao? Anh cũng cả ngày giết người của tôi. Biết gì không? Tôi không còn người nữa, nên có thể trọng dụng người như anh. Nào, hãy làm việc cho tôi. Làm việc cùng tôi, và anh sẽ giàu. Chỉ cần làm những việc như đang làm thôi. Cảm ơn. Nhưng tao là người trung thành. Tốt cho mày thôi. Đồ ngu khốn kiếp.
Xem ai kìa, Trung sĩ Christopher Lloyd. Anh muốn gì? Còn chưa đủ huân chương sao? Tối nay anh làm tốt lắm, Dan. Anh cũng làm rất tốt. Giúp cô ấy, cô đi với họ đi. Thanh tra, anh cảm thấy thế nào khi trở thành người hùng? Cũng chỉ là một ngày bình thường. Tạ ơn Chúa, anh không sao. Em ổn chứ? Vâng. Và câu trả lời của em là có. Chris. Cảm ơn anh. Không có gì. Đưa cô ấy về nhà nhé. Cô ấy đã có một đêm dài rồi. Nói chuyện đó mới thấy anh cũng vậy. Nào em yêu, mình về nhà thôi.